Xin chào các bạn, hôm nay bên tôi xin chia sẻ các bạn cách chúng ta quản lý cái hiển thị của cầu thang trên mặt bằng. Ở đây tôi có một cái mặt bằng trích chi tiết của cầu thang. Thì các bạn thấy là trong mặt bằng này nó có đang có rất nhiều nét, đúng không ạ? Đây là có nét cầu thang này và cái nét một cái nét nữa là nét của các mũi bậc này. Thì để tắt các cái nét của mũi bậc đi thì các bạn có thể làm như sau này. Các bạn kích VG để hiển thị cái bảng quản lý hiển thị này. Các bạn tìm thấy mục stair là cầu thang này. Stair này, các bạn kích vào cái dấu cộng này để nó mở rộng ra. Thì ở đây các bạn tìm thấy cái mục line này, các bạn tắt đi. Các bạn tắt cả cái line này rồi đi, các bạn kích upline thì lập tức cái nét của cái mũi bậc nó đã được tắt đi, ẩn đi đúng không ạ? Và còn ví dụ các bạn muốn tắt cái phần đường nét của cái phần bên trên thì mình chỉ lấy cái phần từ mặt cắt nhìn xuống thôi, thì các bạn kích bỏ chọn vị trí có elbow đi, elbow là từ là phần bên trên, các bạn kích upline. Ok, đó là cách quản lý hiển thị của cầu thang của chúng ta. Ok, để nhận những cái bài tiếp theo các bạn đăng ký kênh, like và chia sẻ video nhé. Xin chào.